2017 có thể coi là một năm kỷ lục đại án khi hàng loạt vụ án lớn về kinh tế, xã hội được đưa ra xét xử, đưa nhiều quan chức cấp cao vào trại giam. Thậm chí trong số đó, nhiều người lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước. Việc đưa ra xét xử hàng loạt các quan chức này cho thấy quyết tâm chống tham nhũng quyết liệt của Đảng và Nhà nước ta. Năm kỷ lục xét xử đại án thật vậy, hiếm có năm nào mà nhiều đại án kinh tế tham nhũng lại được đưa ra xét xử tới vậy trong năm Đinh Dậu 2017. Ngay khi vừa mới hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tháng 2 năm 2017, đại án tham nhũng xảy ra tại công ty TNSSMTV Vận tải Viễn Dương, Vinasinlife được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Phiên tòa này sau đó được đưa ra phúc thẩm tháng 8 năm 2017 với bản án tử hình cho Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt, Trần Văn Khương, cựu kế toán trưởng, mức án chung thân về tội tham ô tài sản cũng. Trong tháng 8 năm 2017, TANDTP Hà Nội khai mạc phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Dương, Ocean Bank, áp phâu tàu trên doan tan Nguyễn Xuân Sơn. Hà Văn Thắm hành vi chi lãi ngoài hơn 1.576 tỷ đồng của các bị cáo phạm các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản. Ngoài ra, việc để Ocean Bank thất thoát 500 tỷ đồng liên quan đến khoản vay của công ty Trung Dung, công ty con của Phạm Công Danh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau một tháng xét xử và nghị án, đại án Ocean Bank khép lại. Hà Văn Thắm bị tuyên 4 tội danh: tham ô tài sản chung thân, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 19 năm, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản 20 năm, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 18 năm, tổng hợp hình phạt chung thân. Tương tự, Nguyễn Xuân Sơn bị tòa tuyên 4 tội danh nhưng lãnh án tử hình. Ngày 2 tháng 10, cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Ngân, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Housing Group cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới dự án B5 Cầu Diễn SXX, tuyên phạt Châu Thị Thu Nga mức án tù chung thân, các bị cáo khác từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam. Sau bản án sơ thẩm, có 220 đơn kháng cáo, con số kỷ lục tại TANDTP Hà Nội. Tưởng như vụ án Châu Thị Thu Nga sẽ khép lại năm Đinh Dậu, thế nhưng vào những tháng cuối giáp Tết Bính Thân, liên tiếp hàng loạt đại án tham nhũng được khai mào. Cùng một ngày mùng 8 tháng 1, hai đại án được mở ra tại hai thành phố lớn Hà Nội. TPSCM gồm xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ ô án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí VN, PVN và tổng công ty xây lắp dầu khí PVC. Xét xử chấm B, Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ án liên quan tới các ngân hàng VNCB, BIDV, Sacombank. Ngày 24 tháng 1, phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tổng công ty bất động sản dầu khí VPLAN tiếp tục khai mạc và khép lại trong sáng ngày 5 tháng 2 với bản án chung thân thứ hai dành cho ông Thanh. Chưa hết, dự kiến trong ngày 8 tháng 2, tức 23 tháng chạp, phiên tòa xét xử siêu lừa Huyền Như sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tới tận ngày 27 Tết âm lịch. Áp phâu tâu trên doan tan trên Việt Nam News NKI, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa nóng hầm hập phiên xử ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, trong số các phiên tòa được kể trên, phiên xét xử ông Đinh La Thăng lại được quan tâm nhiều nhất. Trong suốt gần 20 ngày diễn ra, không lúc nào phiên tòa vắng bóng lực lượng báo chí đông đảo. Ảnh Quỳnh Trần trên VNXPS, đây được coi là một trong những phiên tòa có nhiều kỷ lục nhất năm. Điển hình là tốc độ điều tra, xét xử nhanh như tên lửa. Cụ thể, ngày 8 tháng 12 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. Được xác định là vụ án phức tạp, thế nhưng đúng một tháng sau ngày bắt tạm giam ông Thăng,
Phiên tòa xét xử đã được diễn ra vào 8 giờ 20 phút sáng ngày mùng 8 tháng 1 năm 2018 và chỉ 14 ngày sau khi khai mạc phiên tòa, sáng ngày 22 tháng 1 năm 2018, vụ án đã khép lại với mức án 13 năm tù cho ông Đinh La Thăng, chung thân cho Trịnh Xuân Thanh và những bản án thích đáng dành cho 20 đồng phạm tại PVN và PVC. Info Graphic bản án dành cho Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Phiên tòa ông Thăng cũng để lại dấu ấn mà người ta không biết là nên buồn hay nên vui khi nghe những lời kể lể của những bị cáo từng nắm vị trí quan trọng tại các tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước. Mong SXX thay đổi biện pháp ngăn chặn để bị cáo được tại ngoại thăm bố và ăn cái Tết cuối cùng với gia đình, bạn bè và người thân, sau đó bị cáo sẽ chấp hành án phạt tù. Lời sau cùng của ông Đinh La Thăng gầy sốt. Trong khi đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh hồn nhiên như cô tiên xin được tại ngoại để thăm vợ và ba con đang ở Đức, dù biết rõ bản thân mang trọng tội. Vợ và ba con bị cáo đang ở Đức, vợ nuôi con bên đó không biết thế nào, có thể rất vất vả, nên mong SXX sau khi kết thúc vụ án cho bị cáo được tại ngoại để thăm và gần vợ con, gia đình. Lời sau cùng của bị cáo Thanh. Nguồn Kiến.